làm nghề gì bạn? Em làm giáo viên mầm non ạ. Em ở quận 12. Quận 12. Đúng rồi. Quận 12 mà người ta có mét năm mấy à. Đúng rồi. Đâu có Tùng nữa đâu đặt tiêu chuẩn chiều cao. Đúng rồi. Em trai tôi chứ nó chứ yêu cầu là gần nhà gọi dấp. Em ơi, em có má lúa đồng tiền không? Dạ không ạ. Không có đi sao cái đó được. Em ơi, chỉ tài trợ cho em đi thẩm mỹ đục hai cái má lúa đồng tiền. Cái đó mình liên hệ chị Lê Giang á, chị cắt được. Trời đất ơi, chị Lê Giang ơi, chị ở nhà chị nghe đó. Thấy chưa, bây giờ chị thẩm mỹ cho chị chàng ở tầng hình dẫn một ca đó kêu giới thiệu qua chị luôn. Lại bữa chị mở thẳng điện với chị Giang. Giới thiệu chị Giang là tin tưởng đấy, độ đáng tin. Em cũng 12. Được. Giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non hát được lắm. Về nhà đứa đàn đứa hát ngon. Tương lai sáng lắm. Ủa em ơi, em có hát được không? Dạ cũng hát được chút chút ạ. Ta giáo viên mầm non mà còn gì cũng hát mấy bạn hết chứ. Hát đi em. Hát coi coi. Hai con thằng là con đưa nhau cắn người. Phải không? Đúng rồi chị, đúng. Sao con hát thôi? Gái hát cưng. Em hát rồi, mọi người ở dưới có chạy không ạ? Em sợ là ngưng quay luôn á. Ở bu ca ta còn không chạy. Cỡ bu ca còn 2, 3, vô. Người ơi, em mơ về anh đã bao ngày. Một người yêu em và thương em. Chờ anh, em đã chờ lâu lắm. Biết không, người em chờ là người cho em ngày bình yên. Người ơi, em mơ về anh đã bao ngày. Một người yêu em và thương em. Chờ anh, em đã chờ lâu lắm. Biết không, người em chờ là người cho em ngày bình yên. Dạ rồi ạ. Ôi ngọt ngào, rất giọng ấm áp lắm nha. Hát nhẹ em vô đàn được. Ở đây chỉ có muốn ra là hát cùng vô thôi chứ ai hát cũng vô hết trơn. Thôi bây giờ qua số 3 để bàn lại được không? Rồi, mời bạn số 3. Giang đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Có phải em là con gái ở Bến Tre? Dạ xin chào mọi người, em là Thu Sương, em 23 tuổi, em đến từ Long An. Cái gì ạ? Hát về Bến Tre mà đến từ Long An. Con gái Long An quê tôi, hát về Bến Tre cũng vô duyên ngang ngửa quê. Không ăn nhập vô đâu hết trơn trọi. Nhưng mà bên kia hát ru, nít ngủ. Bé này nó hát nít dậy. Đây ông hát về đặc sản của Long An như là rượu hay gì, rượu đế, gò đen, Long An gì đó phải không? Dạ không. Hát bài say rất may những sen chua cây. Ừ là biết ở Long An. Đến Long An. Nó được gì luôn hả bà? Trời ơi. Không sao. Mai mốt em có muốn hát á về quê hương mình á lại anh tư vấn cho, chứ em hát nãy thì anh buồn dễ sợ á. Dạ. Long An với nhau mà hát em quá. Cùng quê hả? Long An hát cùng quê luôn. Nếu Long An hát bài gì anh Cương? Trời ơi. Long An ơi chung thủy đợi chờ. Dạ. Quê hương em là bài thơ bất tận. Trung dùng kiên cường đánh giặc toàn dân. Tới bây giờ chưa có qua dàm cỏ đông bỗng nhớ về Tân Trụ. Hỏi nơi nào không mang kỷ niệm quê hương. Mật mạc đau thương càng cao giọng hát. Cay đắng mặn nồng vẫn thơm ngát tình em. Trời hát vậy mà chưa có vợ luôn hay thiệt. Thu Sương ơi, Thu Sương rất là nhiều bồ. Nhiều lắm. Thu Sương ơi, lửa quá cho nên cái bớt lửa lại. Hình như là con trai Long An là hay bị ế. Con gái cũng ế nữa. Kỳ vậy đó. Vậy là Long An là vùng đất ế. Tất cả sẽ có trong Tần Số Tình Yêu phát sóng vào lúc 21h40 thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.